Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức tổ chức gặp mặt tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc, giải taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia và giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT năm 2022. Tại giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc năm 2022 và giải taekwondo các lứa tuổi trẻ năm 2022, huyện Châu Đức có 3 vận động viên giành huy chương đồng. Tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT 2022, đội bóng U13 huyện Châu Đức giành huy chương bạc. Cầu thủ Hoàng Ngọc Tấn Hưng, xã Cù Bị được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và được Học viện bóng đá Juventus tuyển chọn vào vòng thử năng khiếu. Ghi nhận biểu dương những kết quả đó, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng 1 tập thể, 20 cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng trao phần thưởng cho ban huấn luyện và 14 vận động viên đội tuyển bóng đá U11 huyện Châu Đức.